mời quý vị chú mình vào truyền hình FPTN sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài à, tối ngày hôm qua tôi không biết là anh anh anh, anh, anh Long theo dõi cái cuộc bầu cử sơ bộ ở bên tiểu bang Michigan thấy có gì đặc biệt không ngoài những gì tôi trình bày rồi à, trong những cái chuyện mà anh vừa nói vượt qua các vấn đề cũng như tất cả mọi người chúng ta đều chú ý cái chuyện là những cái tỷ lệ cái lá phiếu bầu ngày hôm qua mặc dù cả ông Donald Trump lẫn ông Joe Biden đều thắng, ông Biden thắng lớn, ông Biden, ông Donald Trump thắng thắng lớn nhưng mà cái con số mà 28% của bà Nikki Haley đạt được trong cái số cử tri ở tại Michigan, đây là con số mà ông Donald Trump lo ngại cũng như con số 14% của ông Joe Biden mà gặp những người nó gọi là undecided vote cũng làm cho ông phải nói rằng, rất là lo ngại trong cái việc này. Tại vì ở tiểu bang này là một cái tiểu ban chiến trường mà chúng ta thấy rằng là cái sự chênh lệch nhỏ có thể thay đổi cái lá phiếu, thay đổi cái quyết định của cả sinh mệnh của cả một quốc gia. Cho nên đây là cái chuyện mà chúng ta phải nói rằng là đáng chú ý. Tuy nhiên trong cái việc này thì chúng tôi lại thấy rằng là có một cái chuyện nó vừa khôi hài mà nó vừa mang cái tính chất mà là những cái gọi là những cái vấn đề lắc léo trong chính trị thí dụ trên cái hình ảnh của cái bộ cuộc uh, bầu cử sơ bộ ngày hôm qua ở tại Michigan xin anh thân cho xem cái màn ảnh laptop của tôi à đây chúng ta thấy một cử tri này chúng ta nhìn cái vóc dáng thì chúng ta biết người này chúng ta có thể đoán là người gốc Ả Rập hay là gốc Palestine cái gì đó và là một người trẻ và cái lá phiếu đề ở trước mặt quý vị đây chúng ta thấy để ý nha nè có một cái chấm đề là Joe Biden rồi thêm một cái nữa là uncommit có nghĩa rằng là có một cái sự vận động gọi là chống đối trong nội bộ đảng dân chủ họ không đưa ra cái khẩu hiệu là uh, chống lại ông biden nhưng mà tôi chúng tôi không commit và họ đưa ra một cái khẩu hiệu phải nói rất là rõ ràng đây là giống như những người là muốn nổi loạn để mà đưa cái quan điểm chính trị của họ và chúng tôi chợt nhớ lại cách đây cũng không lâu trong cuộc bầu cử ở tại tiểu bang Nevada, thì ở đó thì cộng, đảng cộng hòa họ lại cố tình làm một cái chuyện rất là uh, có có ý ý tên ông donald trump không uh, uh, thưa quý vị trong cái cuộc bầu cử ở đây thì họ lại để thêm ở bên đảng cộng hòa để cái lá phiếu là uh, nên oh, xin lỗi quý vị đây không phải là cái lá phiếu của uh, năm hai tôi lấy lộn cái, cái 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 lá phiếu đó thì cái lá phiếu mà ở Nevada chắc anh Dũng còn nhớ là không có cái lá phiếu là không có một cái candidate nào tại vì tên ông donald trump không ông không có thi ông không có tranh cử trong cái vòng sơ bộ ở tại nevada thì người ta để thêm một cái mục là không có bất kỳ ứng cử viên nào nhưng mà thầm ý chúng ta nghĩ bên trong đó là bầu cái lá phiếu đó là bầu cho ông donald trump vì ông không có tên trên các lá phiếu chính thức mà ông chỉ bầu trong cái, những cái gọi là mang tính chất là caucus là cái gì ta À, là trong nội bộ thì qua hai cái hành động này chúng ta thấy rằng là mỗi Đảng nó cũng có những cái trò chơi chính trị lắc léo nằm bên trong nội bộ Đảng bên phía dân chủ thì chúng ta thấy cái quan điểm của họ khi họ chống đối một cái đường lối chung thì họ đi nghiêng về một phía là những người chống đối đó họ đặt nặng quan trọng cái vấn đề là tự do cá nhân hay là tự do hay là quyền lợi của một cái nhóm nào đó đặc biệt. Còn bên phía Cộng hòa thì hầu như họ lại cứ tri Cộng hòa lại thường lại mang cái khuyên hướng là gạt bỏ cái cá nhân của mình để đi theo cái cái khuynh hướng chung của Đảng. Thì đó là hai cái điểm mà chúng tôi nhận thấy có sự khác nhau thật. Vâng, à, cuộc bầu cử còn dài, còn từ giờ đến tháng 11 sẽ còn nhiều chuyện để mà uh, nói tới uh nhưng mà cái nó uh sẽ khí thế vô cùng mới có vòng này thôi chúng ta đợi ngày 5 tháng 3 gọi là Super Tuesday thì uh, ngày đó thì uh, sẽ có nhiều chuyện xảy ra riêng bên đảng cộng hòa thì bà Nikki Haley mặc dù thua ngày hôm qua nhưng bà cũng cho biết là bà vẫn đợi tới uh, Super Tuesday uh, có thể đến lúc đó bà sáng nay bà à, bà 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 bà, 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 bà coi như là in coi như là ngụ ý rồi À, có thể sau cái trận đó thì bà sẽ gác kiếm. À, thì đợi coi như thế nào, à, tới Super Tuesday. À, đó là chuyện bầu cử. Ngày hôm qua cũng có một chuyện là bầu cử luôn, bầu cử ở tòa Bạch ốc. À, nhưng mà không ai không ai thắng hết á, bầu cử 5 người. Ban đầu có 4 sau thêm một người nữa, đó là quý vị biết tôi nói gì rồi, ngày hôm qua trong tòa Bạch ốc, ông Joe Biden tổng thống của Mỹ và bà Kamala Harris phó tổng thống Mỹ đã tiếp bốn nhà lãnh đạo quốc hội. À, ban đầu là cái đáng lý có năm mà thành tới sáu là có thêm bà Kamala Harris. Bốn nhà lãnh đạo quốc hội là cả bên thượng viện và hạ viện hai cái đề tài mà họ nói chuyện thì là nó chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là làm sao chính phủ không bị đóng cửa và thứ sáu này một phần của chính phủ thì đúng hơn và 8 tháng 3 cũng có hết hạn một cái ngân sách khác thì uh, sau khi họp xong đó thì ông Mike Johnson là chủ tịch hạ viện thì ông lạc quan về cái chuyện là chính phủ sẽ không bị đóng cửa. À, uh, riêng ông uh, Chuck Schumer trưởng khối đa số của đảng dân chủ ở bên uh, thượng viện đó thì ông uh, không nói gì chuyện ngân sách cả nhưng mà ông bực mình cái chuyện mà 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine Israel và Đài Loan và người ta mô tả không khí ngày hôm qua khi nói với cách 95 tỷ rất là căng thẳng giữa sáu người này. Riêng tổng thống Biden thì ông cảm ơn là những người này đến đây vân 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 xong rồi ông cũng nói cái chuyện ông nói là vấn đề Ukraine là rất khẩn cấp và tôi hy vọng à, chúng ta nói về một chút về cái chuyện này và tôi nghĩ cái hậu quả rất là lớn mỗi ngày chúng ta không hành động và người ta cho rằng một ngày mà trì hoãn cái uh, dự luật này là một ngày giết người ukraine đó là có những người họ đã phản ứng cái chuyện đó và thậm chí bây giờ người ta nói ông mike johnson là kẻ giết người bởi vì ông là người duy nhất có thể là đem cái dự luật này ra để mà bỏ phiếu nhưng mà ngày hôm qua thì ông johnson ông cũng phản ứng ông bảo là chúng ta phải lo cho nước Mỹ trước mà nếu lo cho nước Mỹ thì phải nói đến cái chuyện biên giới của Mỹ với Mexico biên giới của Mỹ và Mexico hiện nay đang là một thảm họa ông dùng chữ thảm họa thảm họa như nào thì không biết ông cũng là dân thảm họa ông cũng là gốc dân bất pháp với bà đi lậu đi đi nói cái chuyện khác mà ông thì ông không rành cái chuyện này tôi bảo đảm luôn bởi vì Louisiana đâu có giác đâu toàn nghe ông Trump nói mà nếu mà nói thảm họa, thảm họa từ ngày mà người dân Mỹ bước vào nước Mỹ rồi, nó đã thảm họa rồi. Lúc nào cũng có di dân vô nước Mỹ, đó. bất là pháp hay hợp pháp, thì đối với tôi đều là thảm họa hết. Nếu mà nói theo ông Mike Johnson, thì bây giờ ông vì chính trị như thế, thì ông ngày hôm qua coi như là tất cả năm người, đặc biệt nha, là cả ông Mitch và McConnell luôn, là cùng đảng với ông, cũng gây áp lực với ông Johnson luôn ông Biden, bà Kamala Harris, ông Chuck Schumer, ông Hakeem Jeffrey và cả ông uh, Mitch McConnell đều gây áp lực với lại ông ông ông, Mike Johnson nhưng mà ông Mike Johnson bây giờ ông đang bị áp lực từ ông Trump cũng như cái cánh tay ông Hòa bảo thủ, Đó. thành ra là rất là khó khăn, rất là căng thẳng và tôi xin nhắc lại là ngày hôm qua tôi thấy một số người đã đăng những cái bài dù gọi là diễn đàn tố cáo ông Mike Johnson là kẻ giết người về mặt chính thức thì ngày hôm qua ngoại trưởng Ba Lan ông Radoslaw Sikorski có mặt ở tại Washington DC và ông nói chuyện ở tại cái tổ một cái tổ chức nghiên cứu chiến lược tôi tôi quên tên tổ chức đó là tổ chức North Atlantic anh anh biết cái tổ chức đó không dạ thì cái ông nói rằng là ông Mike Johnson phải chịu trách nhiệm nếu mà người Nga thắng thế ở tại Ukraine. Ông nói rằng là bởi vì những gì mà người Ukraine đang thể hiện hiện nay ở tại chiến trường, thưa quý vị, chúng ta đều thấy là tinh thần họ không không kém, cái điều họ thiếu thốn duy nhất để mà người Nga mà lấn sân đó là họ không đủ vũ khí. Và đặc biệt người Ukraine họ không có đủ những cái vũ khí hạng nặng để mà tấn công những cái phòng thủ, những cái công sự kiên cố của bên phía Nga. Bây giờ cái chuyện mà Hạ viện Mỹ gọi là ngăn chặn cái sự mà viện trợ như thế này làm cho người Ukraine bị thua. Cho nên hầu hết các quốc gia ở Âu Châu họ đều đang là gây áp lực rất là nặng nề trên ông Mike Johnson về vấn đề Ukraine. Và trong cái cuộc họp ngày hôm qua thì chúng tôi nghĩ rằng là cái người mà bị áp lực lớn nhất cũng là ông Mike Johnson trong cuộc họp. Mấy người, à 6 người, năm người kia thì chúng ta biết rằng ngay cả ông bên phía Cộng hòa Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng là người có cái quan điểm ủng hộ cái cuộc chiến uh, của người Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga. Thì phải nói ông, ông Mike Johnson gặp nhiều rất nhiều áp lực. Nhưng mà hiện tại bây giờ vì cái chuyện chính trị thì ông phải lên tiếng và bây giờ ông cũng không biết như thế nào. Mặc dù chúng ta đều biết rằng nếu mà ông đưa ra cái dự luật ra bỏ phiếu thì chắc chắn dự luật đã được thông qua với cái đa số ngay chính trong phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông cần phải làm vừa lọc ông Donald Trump. Đó là cái chuyện mà chúng ta chứng kiến. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ bằng tầng SPTN trở lại chuyện mà cái cuộc họp ngày hôm qua giữa Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris cùng bốn nhà lãnh đạo quốc hội. Ờ, sau khi bước ra nói về vấn đề ngân sách thì các bên đều tỏ vẻ ra lạc quan. Chỉ có vấn đề mà viện trợ quân viện cho Ukraine trong cái gói đó, viện trợ luôn cả cho Israel và cho các quốc gia ở vùng Đông Nam Á chống Trung Quốc thì cái chuyện đó là bị 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 khẩn à, thì trong cái chuyện này thưa anh bây giờ chúng ta chỉ còn để, để cho đến uh, ngày thứ sáu thì liệu rằng trong vòng hôm nay là ngày thứ thứ hôm nay là thứ tư rồi chúng ta chỉ còn có chừng uh, hai ngày nữa liệu rằng họ có đưa đến một cái giải pháp nào để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa hay không à, tôi nghĩ là họ sẽ có giải pháp vì ngày hôm qua ông Mai Johnson ông lạc quan về cái chuyện đó ông sẽ giàn xếp ngày hôm nay như thế nào chỉ có một trong hai cái thôi một là ngân sách tạm thời hai là ngân sách hết tháng 9, rất là đơn giản và chuyện đó tôi nghĩ là ngày hôm qua không có vấn đề gì trước đó thì ông và McConnell cũng đã nói rồi nếu mà để đóng cửa chính phủ là tệ lắm tệ là chính sách cũng tệ mà chính trị cũng tệ và ông Biden nói thì tôi nghĩ rằng cái đó là mọi người đồng ý với nhau cái trở ngại lớn nhất vẫn là cái vấn đề mà ukraine Đó. cái uh, ukraine nó trở thành cái điểm nóng trong cái cuộc bầu cử tại vì nếu mà bây giờ ông bay ông johnson á, mà đưa cái này ra bỏ phiếu á uh, xin thưa với long là mình khoan nói là chắc chắn được thông qua nha ừ. được thông qua hay không mình chưa biết có thể không được thông qua luôn nhưng mà được hay không được thì đều là đều là không tốt cho đảng cộng hòa bởi vì nếu mà không thông qua thì ai là người chống ừ. Thấy chứ? của chúng ta khoan nói là, chắc chắn được thông qua. Bây giờ chỉ cần đưa ra thôi là bên Đảng Dân Chủ đã có lợi thế rồi. Thấy chưa? Ừ. Ngay cả bên Đảng Cộng Hòa chống mà ngay cả Dân Chủ chống như thế. Anh nào chống thì chết. Cho nên cái chuyện mà đưa cái 95 tỷ đô la ra Hạ Viện là không, không, không tốt. Nó lộ ra cái con người thật của con người ta. Nó lộ ra những người đạo đức giả. Ừ. Hiểu chưa? Thành ra nó kẹt ghê lắm mà như vậy nó sẽ anh càng cái đảng cộng hòa nhưng mà ông trump thì muốn như thế cho mấy anh banh luôn là thay thế lớp khác lên đúng không? lớp gọi là đảng trump thành ra ông johnson ông, ông sợ cái đó một phần ông bị áp lực của ông, ông ông trump một phần ông bị áp lực của cái cánh maga một phần ông sợ là đưa cái này ra nó lộ hàng à. đến phía đảng dân chủ đó thì nếu mà đưa cái này ra đó mà nếu mà thông qua đó hoặc không thông qua đó đều có lợi đúng chưa đều có lợi thông qua thì coi như ông Biden được cái gọi là chiến thắng về ngoại giao mặc dù cái đó nó chưa chắc nó sẽ, trở thành một cái 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 vũ khí tranh cử lợi thế cho ông chúng ta nhớ năm 1992 ông bút cha đánh rồi oai hùng đuổi xa Bút sen ra khỏi Kuwait mà vẫn thua là thua là bởi vì sao khi mà giải quyết được cái chuyện Ukraine này rồi đó bắt đầu người ta sẽ trở lại rồi thôi giờ không nói Ukraine nữa chúng ta trở lại cơm áo gạo tiền thì cơm báo gạo tiền ông Biden có lợi thế. Dạ. Vì lâu nay cơm báo gạo tiền làm ngon mà người ta không để ý. Là bởi vì ông Long ông ngày nào cũng kiếm về một cả ngàn đô Mà ông Dũng không hề nhắc, ông Dũng cứ đi nhắc cái chuyện đó, ông Long ăn mặc dơ giấy quá này kia các thứ. Người ta chú ý cái chuyện ông Long ăn mặc dơ giấy là không chú ý mỗi ngày mang về 10 ngàn đô. Thì ông Long phải giải quyết cái chuyện đó. đó Thành ra bên ông Biden muốn là giải quyết cái cho xong. Lúc đó là chúng tôi còn mấy tháng nữa rồi ta tập trung vào nào là chuyện ông Trump bị tố cáo bị truy tố này nào là bay Đàn làm kinh tế đi lên này vân 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 à thật ra bên cộng hòa là họ giữ cái này tôi có để lấp lửng như thế à lấp lửng như thế và khi lấp lửng như thế không phải chúng tôi lấp lửng không chúng tôi cứ nhắc vấn đề biên giới à cái đó là điểm yếu của Biden Đàn. à thấy chưa giống như chuyện ông long mang về 10 ngàn đô thông nhắc tôi cứ nhắc cái chuyện ông long mặc đồ dơ về điểm yếu của ông long tôi cứ chắc hoài chắc hoài chắc hoài Là ngày hôm qua ông johnson bảo chúng ta phải lo an ninh cho nước Mỹ trên hết và biên giới chúng ta bây giờ đang là một thảm họa ông dùng chữ <laughs> thảm họa ghê không <laughs> làm nó ghê gớm lên thấy không để giữ trong đầu người Mỹ mà bây giờ đã các thăm dò ngày hôm qua đó, chuyện biên giới bây giờ là chuyện hàng đầu cử tri Mỹ đó đang chú ý mới chết vậy. cái đảng cộng hòa thành công cho cái chuyện là gì Họ có tuyên truyền dập 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 dập, cái chuyện biên giới vào ngoài đưa những cái hình ảnh mà gọi là người ta vượt biên qua thì thứ vị ai cũng biết đưa cái hình ảnh ví dụ một anh di dân nào nó lậu qua ví dụ giết người làm gì đó là rung beng lên đó. đâu phải tất cả dân đều xấu đâu chuyện đúng xảy không? ra đang ở cho xa đó 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 bị cái là tôi nói, tôi nói anh ấy, bé xe là to ừ. bé xe là to ví dụ cái to tôi dập xuống cho bé đó cái cái cách trên trên, ở đây chúng tôi không nói ai đúng sai nha nhưng mà đó là cách mà chính trị họ làm và bên đảng cộng hòa thành công trong cái chuyện đó Biden bây giờ, ngày mai phải đi Brazil đó. Ừ. Anh đi hả? Anh lấy Spotlight? Tôi không cho. Bên này Donald Trump, tôi đi Eagle Pass. được không? <laughs> Tức là Đảng Cộng Hòa đẩy Đảng Dân Chủ vô cái vấn đề biên giới mà Đảng Cộng Hà họ tin rằng là họ sẽ thắng. Họ tin rằng vấn đề biên giới là vấn đề gọi là vũ khí chính của họ. Cho nên là khi mà họ không đưa cái 95 tỷ đô la ra để bỏ phiếu và họ chống 95 tỷ đô la bỏ của viện trợ Ukraine đó, thì người ta không thể nói là họ là 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 là, gọi là, là không có không có lòng chắc ẩn được đúng không ông long giờ ông không bỏ phiếu 95 tỷ đô la tôi không thể nói ông là à, anh tàn ác với người dân ukraine ông long bảo hey tôi tôi tàn ác người dân ukraine thế thì ai lo cho vợ con tôi và vợ con anh đấy ở biên giới nhà chúng mình bây giờ nó đang thảm họa thế à, thì ông long có lý mà cái ukraine người ta không thấy mà có thấy là nó xa lắm biên giới nó gần đây ăn tiền anh thấy ăn tiền đó, đó 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 là cái mà biết là chủ nghĩa là kẹt thưa, quý vị những cái quan điểm mà mang tính chất dân túy và thiển cận như vậy thì lúc nào nó cũng được ăn khách trong một thời gian nhưng mà trong cái hậu quả của nó thì để lại và làm cái là một cái phải là đọc cái chuyện rất lớn trong chuyện này nói về cái cuộc chiến Ukraine và cái hậu quả của những chính sách mà gọi là thiển cận thì chắc quý vị cũng còn nhớ khi mà đệ nhất và đệ nhị thế chiến xảy ra tôi nói về chuyện riêng về châu Âu khi mà đệ nhất thế chiến xảy ra Liên quân Đức Phổ tấn công vào uh, Serbia, thì lúc đó Serbia cầu cứu các quốc gia đại gia như là cường quốc Anh Pháp này kia có ký hợp ước gì đó gì chăng nữa cũng lơ. Để nhị thế chiến, Anh với Pháp cũng lơ để cho mà Đức tấn công Ba Lan, rồi rốt cuộc quý vị đều thấy thế chiến bùng nổ, nước Pháp <laughs> còn bị mất trong tay của nước Đức nữa và hàng trăm triệu người chết thì những cái hậu quả nó mới đến và những cái bài học lịch sử đó thường thường thì những người dân họ chỉ quan tâm đến chuyện ngày mai chúng ta có cái gì hết là cái trước mắt của chúng tôi được cái gì cho nên họ không quan tâm những chuyện đó và các nhà chính trị cứ tha hồ mà coi như là uh, lừa đảo cái lòng tin của cử tri và bây giờ cái chuyện ukraine thế giới bây giờ nó cũng nhỏ không phải là to lớn như hồi đệ nhị thế chiến nhưng mà người chuyện ukraine sau khi nếu mà nước mỹ để lên để cho người nga thắng thế và người nga làm chủ cả châu âu thì chuyện gì xảy ra sau này chuyện đó thì có những bài học lịch sử đã thấy nhưng bây giờ người ta không thấy nhưng mà một điều cũng khá lý thú trong cái chuyện này rằng là, là cái quan điểm của đảng cộng hòa một một đảng cộng hòa mà ngày trước họ người cộng hòa đều hãnh diện tôi đảng cộng hòa ronald reagan là của những người mà gọi là có cái tinh thần gọi là uh, gọi là sĩ khí rất là cao và quý quý tộc bây giờ nó không còn nữa và trong cái chủ đề mà nó liên quan đến chuyện của nga quan điểm của đảng cộng hòa nhìn về nước nga ngày hôm nay nó khác với thời Ronald Reagan ra sao chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình xoáy tin vào lúc 11 giờ thành Dũng. Vâng, đó là câu chuyện là ngày hôm qua ở uh, tại tòa bạch ốc à. Uh. Sáng hôm nay thì thưa quý vị lại có một chuyện khác nữa cũng nổ lớn à, ở tại thủ đô Washington DC. Đó là sáng nay ông Hunter Biden, con trai gọi là gọi là quý tử của tổng thống Joe Biden đã đi vào trong quốc hội và tham gia cuộc điều trần liên quan đến chuyện ông bị tố cáo là tham nhũng à, và đưa tiền tham nhũng cho cha vân 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 vân, hối lộ đại khái như vậy. Thì à, ủy ban này là ủy ban coi uh, như là hai cái ủy ban uh, giám sát và tư pháp đồng ý là hôm nay sẽ có điều trần mà đóng kín cửa tức là người ngoài không được bồ à, hôm trước thì họ cũng kêu như thế à, đến thì ông biden hunter biden bảo không à, điều trần và điều trần công khai và sau đó ông qua bên thượng viện ông tổ chức cuộc họp báo ông tố cáo mấy ông này à, giờ mấy ông này không làm gì được hết thì ngày hôm nay đó là họ đồng ý với nhau cuối cùng hai bên đồng ý là ông bà Hunter Biden sẽ ra điều trần với điều kiện là không được thu âm và quay hình cái thứ hai là ngay sau khi xong cái điều trần là phải đưa cái bản mà nội dung ra liền không được trì hoãn bởi vì nếu trì hoãn tức là gì anh, anh 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 có tính toán đã đại khái như thế thì đó là cái hai cái điều kiện mà ông Hunter Biden đưa ra thì cuối cùng thì ủy ban giám sát và ủy ban tư pháp đồng ý. Bởi vì nếu không, thì ông không ra điều trần, không làm gì được ông cả. Cho mấy anh muốn 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 nói gì nói. Đó. Thì đây nó có thể nói là cái bước cuối cùng mà bên đảng cộng hòa hy vọng moi ra được cái gì đó để mà chất phế ông uh, tổng thống Joe Biden. Còn nếu họ không moi ra được nữa thì không biết là còn cái cách nào để mà kéo dài vụ này nữa hay không. Chúng ta không biết nhưng mà hôm nay người ta đang chờ đợi rất là nhiều để xem qua cái cái, cái 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 nội dung đó đưa ra như thế nào nhất là sau khi cái ông Alexander Moroz, điểm chỉ viên của FBI bị truy tố là là bịa chuyện à, ban đầu cũng được tại ngoại ừ. sau đó bị bắt lại mới ừ. bị bắt lại cách đây mấy ngày à, thì à, đó là cái à, sáng này người ta cũng chú ý nhiều lắm nhưng mà chúng ta sẽ chờ nội dung nó xem cuối ngày hôm nay như thế nào và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại